Xin chào thầy Thái, xin chào cô Thanh Mai, xin chào Hà Trương, xin chào thầy Hạnh và xin chào tất cả nhà mình. Sự là bây giờ thì mình đang trong cái rất là xúc động trước những cái buổi hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ 226 mình bước vào đây ạ. Vào cộng đồng SE. Và hôm nay nghe được Trương nói thực sự là những điều mình đã đi qua, những điều mình đã bước suốt cả một thời gian khi mà mình từ bỏ cái công việc là khi mình là giáo viên và mình cũng dạy thêm rất là tốt để mình mong muốn có một ước mơ, có một khát khao làm sao có thể đem lại cái niềm hạnh phúc cho các em học sinh lúc học. Và chính cái điều đấy đúng là trên cái hành trình đi cũng giống như Trương nói là rất nhiều nỗi sợ hãi, rất nhiều khó khăn. Và mình có đủ tin mình hay không? Đúng là hai cái chìa khóa đấy. Mình có đủ tin mình làm được cái việc đó hay không? Và chính cái niềm tin mạnh mẽ trong mình để mình dám bước. 9 năm với một ước mơ, 9 năm với một hành trình, mình có đủ kiên định để bám sát mục tiêu cũng như Trương đã nói đấy. Mình có đủ lý do đủ lớn không để mình đủ khát vọng mạnh mẽ để hàng ngày giống như Trương á, 4 tiếng đồng hồ tập luyện, để hàng ngày mình dậy sớm để làm những việc đó, những việc cho ước mơ, những việc góp chặt hàng ngày để cho ước mơ rất là lớn. Với cộng đồng FE cũng là cái niềm khát khao đó. Và tất nhiên là khi mò tìm thì vũ trụ dẫn lối. Chính SE là nơi mình đã được bước tiếp, được tỏa sáng, được theo cách của mình. Và trước thầy Thái có nói là chị sẽ làm được rất là nhiều so với 60 năm qua chị đã làm. Và mình thấy cái đó là sự thật. Trong hành trình đi thì giống như cô Nguyên Ngọc cũng nói, xin chào, xin lỗi cô Nguyên Ngọc, là chính cái tình yêu đó là tăng thêm sức mạnh. Trong cái hành trình mình đi, chính cái tình yêu bền vững và trao lại cho những người đi cùng đã làm nên cái sức mạnh vô biên của các bạn đấy. Và chính trong những ngày vừa qua, chính ngày nói với thầy Thái là mình cũng phải làm gì đó, mình làm gì đó để góp sức nhỏ bé của mình với một cộng đồng, với một ước mơ to lớn của cộng đồng mình. Thì cái hành trình này đã đang thực hiện 9 năm để có được một hành trình diệu kỳ. Đó là khóa người thắp sáng ước mơ sẽ được kết thúc ngày 21 tháng 9 này với những kết quả vô cùng diệu kỳ. Thực sự đấy là một cái điều mà 9 năm với một hành trình và cũng giống như cái đúc kết của Hà Trương, mình cũng nhận ra đấy chính là đúc kết của mình trong cái hành trình này. Rất là cảm ơn. Mỗi lần mà nghe như Lê Dương Thể Hạnh nói, như Hải Trương nói, với cảm thấy là thực sự là các bạn vô cùng vĩ đại, vô cùng tuyệt vời. Nếu như chúng tôi, những người lành lặn, khỏe mạnh mà không làm được gì đó thì cảm thấy như mình có lỗi, cho dù
Tuổi Đúng mình rồi. bao nhiêu điều đó cũng không quan trọng. Cho dù tuổi rất trẻ, cho dù tuổi rất già, cho dù trung niên, cho dù hôm nay mình là ai, thì ngày mai mình vẫn tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Ngày kia mình sẽ tốt hơn nữa. Và mỗi ngày chỉ tốt hơn. Và chúng ta sẽ là phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày. Xin biết ơn thầy Thái. Xin biết ơn Hà Trương. Xin biết ơn cô Thanh Mai. Xin biết ơn Lê Dương Thể Hạnh. Biết ơn cô rất là nhiều ạ. Ơn cô Nhân Ngọc. Xin biết ơn cả nhà mình. Xin biết ơn tất cả chúng ta đã cùng nhau góp sức để làm nên mạch nước trong. Xin cảm ơn cả nhà mình. Cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn tình yêu thương, cảm ơn cái niềm tin rất là mạnh mẽ mà cô đã dành cho SE. Cô Hà là những người một trong những người đầu tiên đã đến với SE, và cho đến bây giờ cái niềm tin đấy của cô, cái tình yêu đấy của cô đã càng ngày càng lớn và lan tỏa. Rất là biết ơn cô ạ. Hà Trương có chút chia sẻ gì với cô Hà không em? Dạ, cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là chân thành của cô Hà đó. Mà Trương phát hiện ra một cái này rất hay, là cái tên của cô ghép với tên Trương là thành Hà Trương. Rất là tuyệt vời đấy ạ. Cảm ơn Trương. Và Trương nghĩ rằng á, thì như Trương trong cái câu chuyện mà Trương nói lúc sáng nay đó, là khi mà chúng ta được sinh ra trên đời này, đó là một cái sự kỳ diệu, đó là một cái sự may mắn rồi. Thì bởi vì đó chúng ta nói rằng chúng ta đã chừng chiến thắng bao nhiêu triệu đối thủ để chúng ta có thể tò để đậu đậu bầu thai trong cái người mẹ của mình để mà sinh ra, nên là tôi nghĩ rằng là không phải Hà Trương đâu, mà cả chị Thanh Mai, cả thầy Thái, hay là tất cả những anh chị em trong cộng đồng của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều là vĩ đại hết. Và mọi người cứ tin điều đó đi. Và chứ nghĩ rằng là tất cả chúng ta trong buổi sáng hôm nay mà mình đánh thức được tất cả những cái giác quan, những cái khát vọng của mình. Và cái khát vọng đây nó không chỉ đơn thuần là ước mơ đâu. Ví dụ như đối với là những cái cô chú, những anh chị mà lớn tuổi rồi, thì ta khát vọng là gì? Là sức khỏe, là cái sự an nhiên trong tâm hồn. Mình muốn đạt được một cái điều gì đó, nó cũng là cái chính là cái khát khao của mình. Thì chứ nghĩ rằng là nếu mà cái ước mơ mình nó đủ lớn và cái niềm tin mình nó đủ lớn, thì tất cả các anh chị sẽ đạt được cái điều mà mình khát khao, mình mong muốn. Cảm ơn Trương, cảm ơn Trương rất là nhiều. Cảm ơn Cảm ơn Duyên cô rất là Hà. nhiều ạ. Cảm ơn Duyên Cảm rất là ơn cô Hà. nhiều. Cảm ơn cô về những cái chia sẻ của cô. Và bây giờ thì em xin phép được mời một bạn là cũng đã giơ tay từ rất là sớm, và bạn lại còn nhắn cả tin riêng nữa cơ ạ. Bạn khác không có một cái lời đề nghị với cả Hà Trương, đó là bạn Lương Đức Thục ạ. Thục ơi, chị mời em có thể chia sẻ về cái nguyện vọng của em được không? Em đâu rồi? À đây rồi, bạn Lương Đức Thục. Thục ơi, chào em. Chào Thục. Thục ơi, Thục muốn nhắn gửi gì với cả anh Hà Trương thì Thục bây giờ chia sẻ đi ạ. Xin cảm ơn anh Hà Trương đá vào máy rồi. Anh Hà Trương nghe rồi. Anh muốn hát bài một bài với anh Hà Trương không ạ? Anh Hà Trương có nghe được không? Em nói rằng là em vui lắm và em muốn được hát bài hát bụi phấn cùng với anh Hà Trương ạ. Vâng. Được, Thục hát đi, anh Hà Trương nghe. Muốn được hát cùng với anh ạ. Vâng. chia sẻ với anh Hà Trương là bạn Lương Đức Thục là một bạn đã vào SE được mấy tháng, và khi mà bạn vào đây thì bạn chỉ có thể nói được một từ thôi. Dạ, sau tuyệt đó vời quá. Đã được sự hỗ trợ của
cộng đồng và đặc biệt là sự hỗ trợ riêng của thầy Thái thì đêm giờ Đức Thục đã có thể hát được cả một bài hát ạ. Và trong tuần tới, thứ bảy tuần tới thì sẽ có một cái live show của bạn Đức Thục và những người bạn. Vâng, đến hôm nay thì Thục có chia sẻ riêng rằng là Thục rất là cảm thấy hạnh phúc và rất là muốn là anh Hà Trương có thể hỗ trợ thêm về mặt chuyên môn để cái buổi sau của bạn ấy được thành công ạ. Để xong cái chương trình kia mình bàn ha. Thục ơi, anh đã đồng ý là sẽ hát cùng với em rồi thì em có thể bắt đầu được không? Nếu mà anh Hà Trương mà đang chơi đàn để Thục hát thì tuyệt vời lắm luôn á. Dạ nhưng mà sợ tín hiệu nó bị trễ. Tín hiệu tức là hai đầu tín hiệu nó sẽ không khớp với nhau, nhưng mà em sẽ theo hát đi, Hà Trương theo không sao hết. À, đúng rồi, tuyệt vời. Thục hát đi, bắt đầu nha Thục ơi. À, ngồi ngay lại, nhìn vào ống kính là ngồi đúng cái tư thế như thầy huấn luyện đó. Ok, đúng tư thế ngay lại, bình tĩnh là hít một hơi thật sâu vào nhẹ nhàng là bình tĩnh giống bình an giống như mọi ngày đấy. Rồi ok, chậm rãi nha, bắt đầu. Hát đi. Dạ. Rồi anh nghe, anh đánh đàn cho Thục hát nhé. Dạ. Khi thầy viết bạn thân nơi trước do hợp vui nào nơi trên đó và đều trên thầy em hiểu thấy lời thầm thầm ngày xưa thầy dạy dỗ thì em mai sau lớn lên người ok. Rồi, xin chúc mừng Thục, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá, và thay mặt tất cả các thầy cô giáo ở đây thì xin được cảm ơn em, cảm ơn tấm lòng của em dành cho các thầy cô. Rất là tuyệt vời. Vâng, và Thục là một người rất thích hát nhá. Cho nên là hôm nay có anh Hà Trương ở đây thì Thục có muốn nhận anh Hà Trương làm thầy không? Có, thế thì chào thầy Trương đi em. Rồi tuyệt vời lắm, cố gắng nha Thục nhá. Đó chị Thanh Mai thân mến, là chị thấy đúng là trước tiên đó thì nghe kể về câu chuyện của Thục đó chị Mai, và thầy Thái cũng là một trong những người đã hỗ trợ rất là nhiệt tình để giúp Thục đến ngày bây giờ là nói được nhiều hơn nè, rồi hát được nè, thì cái điều đó có nghĩa rằng là không có gì là không có thể, đúng không ạ? Và chúng ta càng trân trọng hơn. Ví dụ như bây giờ Hà Trương may mắn, Hà Trương còn được cái âm thanh của tiếng nói nè, còn được cái giọng hát nè, thì mình hãy làm gì đó cho cuộc sống này nó đẹp. Còn như Thục ví dụ như nói rất là khó khăn, nhưng bạn ấy vẫn cố gắng để mà nói. Còn có những người đó thì dùng cái tiếng nói của mình để mà làm những cái việc nó không có chính đạo, hay là nó không có thiện lương, thì chứ nghĩ rằng là cái điều đó là cái điều mình suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Và cái ý mà chị muốn chia sẻ là đúng như chị Thể Hạnh lúc nãy nói đó, tức là mình luôn luôn trân trọng những cái gì mình có đó. Thì cái cuộc đời này khi mà chúng ta nghĩ được như vậy, làm được những điều như vậy đó, thì cái cuộc sống này nó trở nên nó ý nghĩa hơn rất là nhiều. Rất là cảm ơn Trương. Vâng, cảm ơn Trương vì cái chia sẻ này. Và chị nhớ khi mà Trương nói đến là những cái mình đang có cái gì đó và mình biết trân trọng cái đó, thì chị lại nhớ đến một cái câu nói của em, một cái câu nói mà rất là nổi tiếng, có thể nói là đây là một cái câu mà made by Hà Trương đó. Đó là không sợ đi qua bóng tối, tôi chỉ sợ bóng tối đi xuyên qua tâm hồn tôi. Vâng, chị rất là thích cái câu này, và em có thể bình luận một chút, chia sẻ một chút với cả cộng đồng về cái câu nói này được không? Cái câu của Hà Trương là tôi không sợ đi qua bóng tối, mà chỉ sợ bóng tối đi xuyên qua tâm hồn tôi.
Tôi không sợ đi qua bóng tối mà chỉ sợ bóng tối đi xuyên qua tâm hồn tôi. Bởi vì chương nghĩ rằng á chị, tại vì đối với Hà Chương đó thì khi mà 2 tuổi là Hà Chương đã không nhìn thấy ánh sáng rồi. Có nghĩa rằng lúc đó là Chương đã làm bạn với bóng tối. Và đối với Hà Chương, bóng tối như là một cái người bạn, và có thể là từ trong bóng tối đó thì Chương có nhiều cái thời gian, có nhiều cái thời giờ để Chương chiêm nghiệm, rút ra được nhiều thứ hơn trong cái cuộc đời này. Và nhiều khi khi mình ở trong bóng tối đó thì mình không có nhìn thấy phía trước mình là một cái hố sâu, hay là phía trước mình là một cái vật cản, hay là phía trước mình là một cái chướng ngại nào gì đó. Cho nên có lẽ là điều đó làm cho Hà Chương cảm thấy dũng cảm hơn, vì Chương đâu có biết trước mặt mình là có cái hố sâu nào đang chờ mình hay không. Thì Chương cứ dũng cảm, Chương đi lên, mình tức là mình nhìn cái cuộc sống này theo những cái hướng nó tích cực như vậy. Và đối với Hà Chương, bóng tối là một cái gì đó, nó là một người bạn, một cái sự rất là kỳ diệu để giúp cho Hà Chương ngộ nhận ra được những cái ý nghĩa, những cái giá trị trong cuộc sống này. Và đó là cái vế thứ nhất, là tôi không sợ đi qua bóng tối, bởi vì bóng tối đó là chúng ta là bạn, mà chỉ sợ bóng tối đi xuyên qua tâm hồn tôi, bởi vì chúng nghĩ rằng cái điều đáng sợ nhất trong cái cuộc sống này là cái tâm hồn của chúng ta u tối, và cái tâm hồn của chúng ta bị những cái điều gì đó nó che mờ đi lý trí, và nó làm cho chúng ta bị mất đi niềm tin, mất đi ý chí, hay là chúng ta đi sai đường. Thì đó chính là cái điều mà chúng muốn gửi qua cái câu này: tôi không sợ đi qua bóng tối, mà chỉ sợ bóng tối đi xuyên qua tâm hồn tôi. Rất là tuyệt vời ạ. Vâng, cảm ơn Hà Chương, rất là tuyệt vời. Thực sự là rất là nhiều người đã rất là xúc động khi mà đọc được cái câu nói này của em, nghe được cái câu nói này của em. Vâng. Và ngay từ khi mà chương trình này chưa diễn ra, ngay từ khi mà cái banner của chương trình được giới thiệu trong cộng đồng, thì rất nhiều người đã trích cái câu nói này để đưa lên trên Facebook cá nhân. Và cũng hiểu rằng là với những cái cảm nghiệm rất là đặc biệt như vậy, thì nó có phải là một cái, nghĩa là nó là một cái, nó dẫn đến một cái khả năng rất là đặc biệt của em, để em có thể cảm nhận cuộc sống theo một cái cách khác không? Chị rất là ấn tượng với cái cuốn sách là Nhắm Mắt Nhìn Sao của em. Vâng, và ở đây thì chị cũng rất là tò mò. Vâng, xin lỗi mọi người, xin lỗi cho cộng đồng một chút, là em xin phép được có thể một vài cái câu hỏi của Hà Chương ạ. Cảm ơn chị Thanh Mai đã nhắc tới một cái ý mà lúc nãy Hà Chương cũng quên chia sẻ, với lại sợ nó dài quá đó, chứ không có chia sẻ nhiều. Tại vì trong hành trình của Hà Chương và trong cái câu chuyện mà Hà Chương muốn nói đó, thì nó rất là nhiều cái điều mà Hà Chương trăn trở để mà gửi gắm đến cộng đồng của mình đó. Nhưng mà do một cái buổi thì thời lượng nó không có đủ đó. Thì trở lại với cái câu chuyện mà chị vừa chia sẻ với Hà Chương về quyển sách Nhắm Mắt Nhìn Sao đó, thì đây là chính là quyển sách này nè. Chị có nhìn thấy được không chị Mai? Chị nhìn thấy mà nó đang hơi ngược một chút đấy em ngược. Ngược rồi, quay lại một lần nữa, một chút nữa rồi, ok. Đây. Thấy rõ chưa ạ? Mọi người thấy rõ mà. Vâng. Nè, thì cái quyển Nhắm Mắt Nhìn Sao là quyển tự truyện của Hà Chương, và vừa phát bên First New cho anh Phước phát hành năm 2020. Thì trong cái quyển sách này đó thì Hà Chương và nhà văn Thanh Nhã là cái người đã chấp bút trong cái quyển này. Thì Hà Chương cũng có viết một vài phần nhỏ trong này, nhưng mà cái câu chuyện của Hà Chương ở trong này là nó chắt lọc từ cái lúc mà Chương sinh ra cho đến lúc mà Chương đi học, rồi Chương đã trải qua những cái thử thách ra làm sao, rồi Chương đã gặt hái được những thành công như thế nào, rồi Chương vượt qua những cái chướng ngại vật ra như thế nào. Thì tất cả nó đều có trong quyển sách này. Quyển sách Nhắm Mắt Nhìn Sao, thì cái quyển sách này thì hiện tại là đang có bán ở tất cả các nhà sách lớn tại Việt Nam. Nên quý vị có thể ra đó tìm mua. Còn nếu như mà không giãn cách thì Hà Chương có thể chuyển cho quý vị cũng được. Nhưng mà bây giờ thì hơi khó một chút xíu. Thì quý vị ra tìm mua, thì Chương hy vọng là với cái quyển này đó thì quý vị đọc có thể thấy một cái Hà Chương nó rõ nét hơn. Nhưng mà quan trọng nhất không phải là quý vị đọc về Hà Chương, mà trong những cái bài học mà Hà Chương đã trải qua đó, thì hy vọng rằng nó sẽ là một cái gì đó giúp cho quý vị vững tin hơn, và tất cả các anh chị sẽ rút ra được một cái điều gì đó cho bản thân của mình. Cho dù một cái quyển sách mà nó dày mấy trăm trang như thế này, mà anh chị rút ra được một cái điều thôi trong quyển sách này, thì Hà Chương cũng đã rất hạnh phúc rồi. Bởi vì khi mà Hà Chương quyết định mà phát hành cái quyển sách này đó, thì không phải vì mục đích về kinh tế hay về lợi nhuận gì hết, mà để mà mình viết sách hay mình phát hành sách,
mà cái mục đích của Hà Chương đó chính là Chương muốn chia sẻ tất cả những cái câu chuyện của mình trên tất cả những cái hành trình mình đã đi qua, mình lượm nhặt và mình va vấp, mình trải qua như thế nào, để hy vọng rằng các anh chị đọc tới nó thì trước tiên là mình sẽ vững thêm cái ý chí, cái tinh thần của mình. Cái thứ hai là các anh chị sẽ tìm thấy được một cái điểm tựa, một cái điều gì đó dù nhỏ thôi trong cuộc sống của mình để giúp cho các anh chị vững vàng hơn trong cái sự lựa chọn, trong cái hành trình, trong cái quyết định của mình, trong cái khát khao, trong cái ước mơ của mình. Thì đó chính là cái quyển sách này, Nhắm Mắt Nhìn Sao. Cảm ơn Hà Chương rất là nhiều. Vâng, là trong khoảng 2 tiếng vừa rồi thì chúng ta đã được có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Những cái trải nghiệm về âm nhạc, vâng, với những cái chia sẻ, những cái câu chuyện rất là cảm động. Vâng, và thực sự thì rất là nhiều những cái comments của các thầy cô ở trong đây cũng đã chia sẻ về những cái giá trị, những cái bài học mà các thầy cô, các anh chị đã có được qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và bây giờ thì chị đã hiểu rằng là vì sao cái chương trình Đánh Thức Khát Vọng của Chương đi tới các trường đại học đã có thể thu hút được rất là nhiều cái sự quan tâm của sinh viên như vậy. Và trong cộng đồng SE của chúng ta thì cũng có một cộng đồng sinh viên với rất là nhiều những sinh viên năng động, rất là nhiều những sinh viên tích cực. Và đây cũng là một cộng đồng mà thầy Nguyễn Công Thái cũng rất là mong muốn rằng là có thể được lan tỏa và được phát triển. Và đây thì có nhìn thấy, em có nhìn thấy bạn cô Nguyễn Lê Hoài Anh ạ. Vâng, là người mà đang dẫn dắt cộng đồng sinh viên. Và cô Hoài Anh thì cũng đã nhắn tin riêng cho em rằng là rất rất là muốn được có một đôi lời với cả Hà Chương. Và cô Hoài Anh thì đã từng coi cái chương trình của Hà Chương này và đã từng yêu mến Hà Chương từ rất là lâu rồi. Vâng, Hoài Anh ạ. Vâng ạ, em xin được gửi lời chào tới thầy Nguyễn Công Thái, em chào chị Thanh Mai, và đặc biệt em xin được gửi lời chào tới anh Hà Chương. Chị Mai nói đó là em đã... Hà Hoài Anh ơi, tiếng của em đang hơi kém. Chị có biết là nghe rõ chưa? Tại vì hôm nay em bị sai mấy lần do mạng yếu ạ, em đang phải dùng 3G. Chị ơi, nó hơi bập bõm một chút xíu nhưng mà vẫn có thể nghe được, em cứ nói đi. Dạ, anh Hà Chương là em là một người đã hâm mộ tiếng đàn bầu của anh Hà Chương từ rất là lâu rồi ạ. Đó, em xem chương trình truyền hình và biết đến tiếng đàn bầu của anh. Thế nên là khi mà được biết chị Mai đó là có một nhân vật rất là nổi tiếng sẽ được mời đến SE, nhưng mà rất là khó để có thể sắp xếp thời gian. Thế nên là bọn em mong chờ rất là lâu cái cơ hội là ngày hôm nay có thể được gặp anh. Thế nên buổi sáng ngày hôm nay thực sự là vô cùng tràn ngập cảm xúc và sự hạnh phúc khi mà được nhìn thấy anh Hà Chương thực sự xuất hiện ở đây, khi chúng em được lắng nghe tiếng hát của anh, được nghe tiếng đàn của anh trong cái không gian vô cùng ấm cúng và tràn ngập tình yêu thương của SE. Anh Hà Chương ơi, chưa chị Mai vừa giới thiệu thì đó là đối với cộng đồng SE, ngoài có các cộng đồng của rất là nhiều các thầy cô giáo thì có một cộng đồng, đó chính là cộng đồng của các bạn sinh viên, các bạn học sinh và giới trẻ. Và cộng đồng này của chúng em thì có tên đó là cộng đồng City, tức là cộng đồng các đào tạo các bạn sinh viên trở thành người có 6 chữ T, đó là tâm, tầm, tài, trí, tín, thiện. Và các bạn sẽ được đào tạo để trở thành những người công dân toàn cầu. Đó, thực sự đấy là cái niềm mong đợi rất là lớn của thầy Công Thái để đặt lên. Rất là mong đợi để xây dựng cho các bạn là thế hệ trẻ để có được những cái điều đó. Và nhân dịp ngày hôm nay thì em biết rằng anh Hà Chương là một người có truyền cảm hứng cực kỳ là tuyệt vời với các bạn sinh viên. Nên là thay mặt cho cộng đồng City, em rất là muốn có một lời mời gửi tới anh. Là xin mời anh có thể dành một cái chương trình để chia sẻ cho các bạn học sinh, sinh viên, các bạn của City của chúng em có được không ạ? Anh Hà Chương hỏi một chút xíu là cái giờ mà cộng đồng mình là khoảng mấy, là giờ nào em? Dạ thưa anh, là chương trình của các bạn ở City thì sẽ là vào buổi tối anh ạ, và định kỳ lịch của chúng em đó là vào tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần ạ. Vâng, từ lúc 20 giờ cho đến 22 giờ anh ạ. Rồi, cộng đồng mình đông đúng không? Cộng đồng mình khoảng bao nhiêu người? Cộng đồng của chúng em thì rất là đông, gồm có tất cả các bạn học từ các khóa đào tạo của SE cũng như là các bạn ở ngoài cộng đồng. Thế nên là các buổi các bạn thì rất là biến động, có lúc thì 500, lúc thì 600 và lúc nhiều hơn, vì đây là một cộng đồng mở anh ạ. Dạ. Rồi, em hiểu rồi. Ok, trước tiên thì cảm ơn Hoài Anh đúng không? Em tên Hoài Anh hả? Đúng không? Dạ, vâng ạ, em tên Hoài Anh ạ. Rồi, cùng tên với lại thầy giáo của anh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đó.
Thì anh Hà Trương thì đi nói chuyện với các bạn sinh viên là 300 trường đại học cho đến thời điểm này rồi đó, là trên toàn quốc đó, nên là những cái nhiệt huyết, những cái trăn trở của anh Hà Trương đối với các bạn trẻ thì rất là nhiều, nên là rồi ok anh sẽ nhận lời xuất hiện trong cái chương trình của em một buổi nhé. Còn cái thời điểm nào đó thì anh cảm ơn anh. Okay, chắc chắn sẽ rất vui ạ. À. Em sẽ phải chia sẻ cái tin này đến cho các bạn. Rồi. Ơi. Dạ. Em với thầy có một em nói cái câu của em mà trái tim của thầy nó đập ình ịch, nó chạm sâu bên trong luôn á, tại vì thầy rất tâm huyết với sinh viên Việt Nam. Dạ. Và thầy tâm huyết là thầy muốn là cái đào tạo khởi nghiệp của thầy nó đến tất cả các trường đại học để mỗi bạn sinh viên có một cái hệ thống kiến thức để khởi nghiệp, để thành công á. Thì cái này tâm nguyện nguyện rất lớn, và thầy xây dựng cái chương trình nó có tên là nhà lãnh đạo trẻ City, nhà lãnh đạo trẻ City cho sinh viên, để mong muốn đội ngũ chuyên gia sẽ cung cấp những cái kiến thức khởi nghiệp là một phần rồi, nhưng mà khởi nghiệp trên 6 chữ T đó đó em. Và hết giãn cách thì hôm trước thì ở Bộ Giáo dục có nói là khi offline thì cho cái dự án của mình sẽ làm ở ba đầu cầu Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhưng mà thầy đang xin sâu hơn là sẽ được nhận cái dự án đào tạo cho sinh viên về cái kiến thức khởi nghiệp trên toàn quốc đấy. Cảm ơn Hà Trương rất nhiều. Dạ, thì thầy cho mình sẽ nói chuyện kỹ hơn về cái này, tại vì em là cái người đã đồng hành với các bạn trẻ cũng 3 năm rồi đó thầy. Hay quá. Khắp các miền Tây cho đến miền núi phía Bắc rồi. Sài Gòn vừa rồi em có một chuỗi Sài Gòn năm 2020, cuối năm 2020 đó là 300 trường, em xin lỗi, 30 trường đại học với lại cấp 3 tại Sài Gòn đó, em cũng có đến đại học, hầu như những cái trường lớn là em cũng có đến nói chuyện, nhưng mà chỉ nói chuyện với một khoa thôi, tại vì trường rất đông á. Nên chọn là một khoa thì nó cũng còn rất là nhiều các bạn mà mình chưa có tiếp cận được hết á, thì có thể là hết dịch hoặc là sắp tới thầy trò mình bàn với nhau để mà có kế hoạch nào đó. Dạ. Hay quá. Năm ngoái là thầy xây dựng một cái hệ thống chương trình gọi là bứt phá mọi giới hạn cho sinh viên Việt Nam. Dạ, và cái thời điểm đó là thầy đã thiết kế hai cái chương trình, một chương trình 2.000 người và một chương trình tiếp theo là 5.000 sinh viên ở khu vực Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ với thời điểm đó đó. Nhưng mà kế hoạch nó bị đúng giãn cách theo Covid luôn. Cho nên là sau Covid thì chắc thầy trò mình làm một cái chương trình cho sinh viên Việt Nam ở sân vận động đi nha. Chắc chắn là sẽ bùng nổ, tại vì khi mà em diễn lại trên sân khấu nó khác như thế này lắm, và nó năng lượng. Thầy cũng vậy, nếu mà thầy với em mà phối hợp xong ca cặp diễn giả này thì thôi rồi, nó bùng nổ, tại vì mình đến từ em, sau chương trình này em sẽ gửi một cái link về một cái chương trình mà em đã từng diễn cho thầy xem qua. Ô tuyệt vời, hôm qua thầy xem em tới 3 tiếng rồi. Thầy nằm, cô khi cô Mai gửi cho thầy một cái đường link, thì cái hình khi được thiết kế thầy nhìn cái hình em, thầy nói ôi trời ơi, bạn rất là phong cách, rất là khoáng đạt, một người rất là tự do, thầy rất là thích như vậy. Nhưng mà khi Mai gửi cho thầy một cái, thầy bận quá mà, nhưng mà khi Mai gửi cho thầy một cái clip của em, thầy xem xong cái YouTube á, mà thầy mê, thầy coi 3 tiếng, thầy gửi cho vợ thầy rồi con thầy cả nhà xem nguyên buổi chiều ngày hôm qua về Hà Trương đó. Cảm ơn thầy rất nhiều. Thì nhân đây chị cũng muốn chia sẻ với lại tất cả các anh chị mà mình đang ngồi với nhau đến lúc này đó, thì tất cả những cái câu chuyện và tất cả những cái điều mà Hà Trương chia sẻ trong những cái buổi mà Hà Trương nói chuyện với các bạn trẻ cũng như là những buổi như thế này á, là nó xuất phát trước tiên là mình nói bằng cái trái tim của mình, thứ hai á là những cái điều Trương nói là nó đều được cái sự đúc kết từ cái bản thân của mình, chứ nó hoàn toàn là không, chứ không muốn dùng những cái gì đó nó sách vở hay nó xa vời, mặc dù Trương có thể hoàn toàn có thể làm được cái điều đó, nhưng mà Trương hy vọng là những cái gì Trương nói nó rất là mộc mạc để mà tất cả các anh chị có thể là không phải là áp dụng, tại vì đối với mỗi người á, mỗi cái hoàn cảnh sống khác nhau thì rất là khó để áp dụng, nhưng mà ít ra tìm được một cái điểm gì đó trong đó để mà mình vươn tới, để mà mình hướng tới những cái giá trị hoặc là những cái điều mà mình còn còn ấp ủ, hoặc là mình còn e dè, hoặc là mình còn sợ hãi trong cái bản thân của mình, thì mình sẽ cởi bỏ dần ra. Thì tất cả những buổi nói chuyện của Trương nó đều là như vậy, là nó rất là mộc mạc, nó đơn giản, chứ Trương cũng không có muốn đau to bố lớn gì hết. Nên là hy vọng rằng sắp tới đó, có dịp nào đó thì Trương sẽ trở lại với anh chị, là tiếp tục mình trao đổi, mình chia sẻ với nhau, rồi thậm chí là Trương cũng có thể học hỏi được từ các anh chị nữa. Tuyệt vời quá, cảm ơn Trương.
Vâng, hôm nay thì có rất là nhiều người hạnh phúc thầy ạ. Vâng, và em đoán rằng là thầy sẽ rất 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 là hạnh phúc đúng không ạ? Vâng. Lắm luôn. Ừ. Khi mà hôm nay chúng ta được cùng với Hà Trương giao lưu trong một cái buổi sáng đầy âm nhạc thế này, xong rồi chúng ta lại có thể chia sẻ với nhau những giá trị và cùng chia sẻ với nhau những cái ý tưởng để chúng ta phát triển những cái hoạt động tiếp theo để có thể lan tỏa được những cái giá trị này đến nhiều người hơn. Vâng. Thực sự là em cũng thấy rất là thách thức khi mà hôm nay thì thời gian chúng ta đã hết rồi. Hà Trương thì có trao đổi với em là chỉ đến 7 giờ là Hà Trương đã phải có việc để phải có việc rồi, nên là và mà bây giờ lại đã 7 giờ 12 phút. Vâng, rất là xin Hà Trương. Vâng, nhưng mà thực sự rằng là không thể ngăn nổi cái dòng cảm xúc, không thể ngăn nổi những cái ước nguyện của mọi người muốn được giao lưu, muốn được chia sẻ với em. Và rất là xin lỗi tất cả các anh chị, các thầy cô mà đã giơ tay mà chưa được chia sẻ ngày hôm nay, bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ không chỉ có buổi ngày hôm nay. Rất là nhiều những cái ước nguyện, những cái mong đợi được chia sẻ, được giao lưu với nghệ sĩ Hà Trương thì chắc là sẽ được thực hiện trong một buổi gần đây nhất nữa, đúng không Trương? Dạ, em hy vọng vậy. Vậy nhá, cam kết nhá, rồi chị sẽ cùng đồng hành với em. Hai chị em em thì nói chuyện với nhau rất là vui. Và để chuẩn bị cho buổi ngày hôm nay thì đã phải nói chuyện với nhau đến 4-5 cuộc rồi. Có mỗi cuộc có thể đến hơn một tiếng. Và ngay từ sáng nay thì đến khoảng 4 giờ là bạn Hà Trương đã dậy và đã gọi điện để hai chị em lại có thể là rà soát lại chương trình một lần nữa. Rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn cái tấm lòng của Hà Trương đã đến với cộng đồng SE. Và hôm nay thì khi đến với SE thì chắc chắn em cũng đã cảm nhận được cái năng lượng của cộng đồng cũng như là những cái giá trị của cộng đồng, và rất là mong đợi rằng là em sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cộng đồng. Vâng, rất là biết ơn tất cả các quý thầy cô, các anh chị chúng ta đã yêu mến nghệ sĩ Hà Trương và chúng ta đã trao gửi những cái tình cảm đối với nghệ sĩ và còn ở lại đây đến giờ này. Vâng, bây giờ cũng đã là cái giờ mà rất là nhiều người chúng ta đã phải đi làm rồi ạ, nhưng chúng ta vẫn cố lắng lại ở đây. Vâng, không biết là trước khi mà chia tay với mọi người thì Hà Trương có muốn chia sẻ điều gì không em? À, để em nói cái điều này trước khi em chia sẻ để em lát em quên mất tiêu. Hai cái bạn mà lúc nãy mà nhận được cái khóa học đó chị Mai. À, thì chị Mai lấy lại số điện thoại với email của bạn để em nhờ bên trợ lý em nó kích hoạt cái khóa học cho bạn ha. Rồi rất nhiều bạn ở đây thì cũng đang để lại cái địa chỉ, để lại số điện thoại đó, để muốn được là một trong 20 cái người mà được đăng ký cái khóa học đầu tiên của em ý. Thì chị cũng copy ở đây rồi, nhưng mà không biết là vừa rồi bạn trợ lý của em có copy không, nhưng mà nếu không thì bọn chị sẽ copy lại toàn bộ cái phần text của cái chat box này và gửi lại em để em yêu ái cho các bạn. Ok, thì em sẽ dành ra 20 suất cho các bạn trong cộng đồng của mình ha, hoặc là các bạn có thể nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại là lúc nãy hai chương cho đó, 0915 021140. Dạ. Còn và chương cũng sẽ cập nhật chị Mai gửi lại cái chat box à chương ha. Ok. Rồi 0915021140 nha, thì các bạn có thể kết nối trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn. Dạ, thì để khỏi lỡ, tại vì chương không có dám nhiều suất thì nó hơi khó cho chương á. Dạ. Các bạn nhắn vào đó giùm nha. Có số đó có Zalo luôn đó. Dạ. Rồi thì cuối cùng đó thì đầu tiên chị cũng xin lỗi tất cả các anh chị là đã thời gian nó quá dài để có thể ít nhiều ảnh hưởng cái công việc của các anh chị, giờ phải đi làm và nhiều người chị nghĩ chắc cũng không kịp ăn sáng nữa, thì thôi có gì thông cảm cho Trương nha, lâu lâu cho Trương làm phiền một bữa. Rồi nói vui vậy, và cũng cảm ơn chị Thanh Mai, chị Ngọc một lần nữa, cảm ơn thầy Thái rất nhiều đã cho Hà Trương có cơ hội, rất là vinh dự, rất là may mắn được xuất hiện ở đây để mà chia sẻ đôi cái điều từ trong cái trái tim của mình đến với các anh chị. Và cái điều cuối cùng thì Trương muốn nhắn gửi với các anh chị rằng là cuộc đời này đó thì có thể lấy đi của Hà Trương rất là nhiều thứ, lấy đi ánh sáng, lấy đi rất là nhiều thứ trong cuộc sống của Hà Trương, nhưng mà không thể nào lấy đi của Hà Trương niềm tin yêu vào cuộc đời này. Thì Trương mong rằng các anh chị hãy giữ vững cái niềm tin, giữ vững cái khát vọng và ước mơ của mình. Và Trương chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn có một cái sức khỏe, luôn luôn bình an, và đặc biệt là giữ an toàn trong cái mùa Covid này, và mong sao cái Covid nó chóng qua để tất cả chúng ta trở lại cái cuộc sống bình thường. Và chúc cho tất cả anh chị một lần nữa luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Hà Trương rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn Hà Trương. Rất là mong được sớm gặp lại Hà Trương trong một cái chương trình gần nhất của SE.
Vâng, và xin được gửi lời cảm ơn, gửi lời biết ơn tới tất cả các quý thầy cô và anh chị. Vâng, chúc cho chúng ta có một ngày thứ bảy thật là tốt lành ạ. Và xin được hẹn gặp lại ạ. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.